tiết kiệm 30 tỷ USD trên năm cho người Mỹ. Công ty Blue Origin của Jeff Bezos vừa hé lộ dự án Project Kuiper, trong khi Space Starlink của Elon Musk phóng lên quỹ đạo 60 vệ tinh kết nối internet. Cuộc chiến internet không gian đang nóng lên, Blue Origin, Space Starlink và OneWeb đang đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ cho tham vọng này nhằm cung cấp dịch vụ kết nối internet vệ tinh cho người Mỹ và toàn cầu. Các dự án internet vệ tinh quỹ đạo thấp mà Blue Origin Space Starlink và OneWeb triển khai có thể giúp người dùng Internet băng rộng tiết kiệm hàng chục tỷ đô la Mỹ. Theo tính toán, chỉ riêng tại thị trường Mỹ, người dùng Internet có thể tiết kiệm 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vệ tinh Internet quỹ đạo thấp bay cách mặt đất 160 đến 1931 km, so với 35.405 km của vệ tinh GEO. Độ cao thấp hơn giúp vệ tinh truyền thông tin nhanh hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn so với cáp và băng rộng sợi quang công nghệ internet vệ tinh quỹ đạo thấp cũng cung cấp truy cập internet cho vùng sâu vùng xa mà giải pháp kết nối khác không thể tiếp cận được sự xuất hiện của loại hình dịch vụ này sẽ giúp giảm đáng kể cước phí internet hàng tháng của hàng trăm triệu người mỹ